Đây là chiếc máy Ricoh 3055 này. Trên màn hình nó đang báo nó S-toner này. S-toner nghĩa là nó đang hết mực và mình cần phải thay mực nhé. Ricoh MP3055 này. Đây chính là hộp mực của Ricoh MP3554S. Mình sẽ mở hộp ra này. Đây là hộp nguyên hộp của nó này. Mực nguyên hộp mực mực này mực chính hãng của Ricoh đấy, chính hãng 100% này. Đấy, mình sẽ lấy cái hộp mực ra, mở cái nắp cửa trước ra này, lấy cái hộp mực hết ra này, chỉ cần rút ra là được. Đấy, chỉ cần rút nhẹ nhàng ra đó. Sau đó ta sẽ mở cái nắp hộp mực mới này ra này. Nó có cái nắp bên trên đấy, mình xoáy ra là được. Đây là hộp mực mới mới tinh này. Còn tem mác vẫn còn nguyên này. Đây là mực chính hãng của Ricoh nhé. Hai mực này nó giá thì nó hơi cao một chút nhưng mà dùng nó sẽ rất tốt, tốt cho cả sức khỏe của mình và tốt cho cả máy móc nữa. Máy móc tuổi thọ nó sẽ được cao hơn, lâu bền hơn. Mình tiếp xúc nhiều này, thì nó cũng đỡ độc hại hơn. Đấy, máy này vì mình nắp mực vào thì nó sẽ phải loát mực xuống này. Nó đang báo loading toner nghĩa là nó đang đang loát loát mực, nó đang loát mực ở hộp mực xuống xuống bên dưới hộp từ đấy. Mình sẽ chờ mất khoảng hơn 1 phút. Cứ để cho nó loát mực thôi. Chiếc máy này là 3055, tốc độ của nó là 55 bảng trên 1 phút nhé. Có cả in, cả scan này, cả photo các thứ đầy đủ hết. Scan có scan màu, in một mặt, hai mặt tự động, bằng khay trên có khay tự động này, khay bằng tay này, tất cả là chung là nó rất chi là thuận tiện cho mà tiện cho văn phòng, dùng cho văn phòng. Hộp mực lớn dùng được rất chi là lâu dài, in được rất chi là nhiều bản và dễ dàng thay thế. Mình thay cả hộp này nó rất chi là sạch sẽ cho máy. Máy nó vẫn đang loát mực xuống này. Đây, dòng 5 năm này là màn hình là full cảm ứng nhé. Tất cả là full cảm ứng hết. Đấy, máy nó đã loát mực xong rồi. Nó vẫn còn lệnh in cũ này. Lệnh in cũ vẫn còn trên máy, nó sẽ vẫn tiếp tục in này. Đấy, vẫn đang ra in ra vào. Khi bảo nó hết lệnh in cũ thì thôi. Đấy, như thế thôi. Mình cần thay mực, quy trình thay mực như vậy là xong rồi. Đấy, khay này, khay ADF này. Cái mình có in, scan, cài, scan các thứ rất là đơn giản. Máy tốc độ khá là nhanh, 55 bản trên 1 phút. Vậy là mình đã thay mực xong nhé. Xin chào các bạn nhé.